Đấy, thì cái nào mà quay hết số lượng thì nó sẽ xám lại. Kêu, ôi cha ơi, tưởng Yuki chứ. Yuki, được 3 mảnh Yuki đó, để mình ghép thành con Yuki để mình kích kích duyên nè. Ok, thì mình bây giờ mình sẽ ghép luôn. Con Yuki này đợt cũng có sự kiện quay ra nó, nhưng mà mình không quay ra Yuki nè. Nên bữa giờ mình quét ải tinh anh đồ các thứ để có được ẻm. Ok, lấy được cái Yuki thà, nhìn bén anh em nha. Chết rồi. Hello, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày thứ 32 của cái tựa game KOF All Star Quyền Vương Chiến nha anh em. Thì hai ngày trước thì mình chưa có cập nhật cái sự kiện cho anh em đó, bởi vì sự kiện nó cũng trùng lặp nhiều lắm. Bây giờ thì nó mới update các cái sự kiện mới nè anh em. Bây giờ mình sẽ vào mình cho anh em coi, đó là cái ngày thứ 32 nha. Thì nó sẽ có là ưu đãi quà tông sư trưởng thành anh em đó. Những cái gói này thì anh em nào mà muốn lên cái trường phái đó thì anh em có thể nạp. Có gói là 50k, 200k và 500k. Đấy, lấy những cái này là mảnh trường phái tông sư anh em. Mảnh này là úp hơi bị ngon đấy. Đấy. Rồi, tiệm phúc lợi hàng giờ cái này là cũng ngon nè anh em. Thì nó cũng sẽ có mức là 50k, 200k và 500k. Đó là chúng ta kiếm được một đống vàng luôn. Những cái gói này chủ yếu là anh em xài vàng thấy ok nè anh em. Và một ít nguồn đá thần khí và kim cương, một ít kim cương thôi, 700 kim cương. Chủ yếu là mình thấy là vàng là ngon nè. Trời ơi, gói 500k này là cách triệu vàng luôn anh em, 1 triệu vàng luôn. Úp được chiến hơi bị đã. Ok, thì cái sự kiện này này nó sẽ cập nhật ngày và nó sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần luôn nha anh em, 1 tuần luôn nha. Còn cái quà tông sư này á, thì nó diễn ra trong vòng cỡ 2 ngày nha anh em. Đó, nên em nào muốn nạp thì có thể tranh thủ nạp ha. Còn không thì thôi, mình thì mình không có nạp rồi. Đang canh cái sự kiện có ngon để nạp anh em. Rồi, đây là cái sự kiện là đấu trường nè anh em. Đổi quà ha, là chắc anh em cũng biết rồi ha. Đấy, đó, nôm na như vậy. Rồi, thì hôm nay là đã hạn chót của cái đợt gọi là liên hoan quay thưởng. Đấy, mình cũng đã làm xong cái nhiệm vụ này rồi. Không biết anh em có quay hay không. Anh em chắc quay hết rồi đấy. Nhưng mà không biết kết quả như thế nào, tới hồi nữa mình sẽ vào mình rút thưởng cho anh em coi. Nói chung là những cái mảnh này là cũng đỡ được một phần nào đó, gọi là cho những anh em nông dân, cho rất là nhiều quà anh em. Lắc nhát cũng được. Để mình vào mình nhận cái kim cương coi. Trời ơi, một đống quà chưa nhận luôn anh em. Ok. Chà, 375 kim cương. Trong đó có 250 kim cương ri anh em. Tức là nhận ở web đấy. Anh em nào chưa biết cái cách nhận kim cương ri thì có thể lục lại ở trong cái video của kênh mình ha. Đó, mình có làm một cái video nhận kim cương ri đấy anh em. Khá là thơm bơ. Nay combo ngày luôn rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử coi cái phần rút thưởng này. Đó, thử coi được cái gì anh em, chắc anh em quay hết rồi nha. Mình thì làm full ngày, làm full 3 ngày thì được 1.800 điểm anh em. Đó, bây giờ mỗi lượt quay thì mình sẽ tốn 100 điểm. 1.800 thì sẽ được 18 lượt quay. Ok. Giật. Gì đây? Ồ, Kula. Ok. Bây giờ là những hai cái món mà xịn sò nhất thì nó có là đá thức tỉnh và mảnh vạn năng anh em. Mới ghê chứ. Ok. Ôi ôi, vô mảnh vạn năng luôn, ngon. Khi mà vào thì nó sẽ xám luôn nha anh em, xám xịt luôn nha. Giống như đợt hồi đợt là mình quay đi ải mà quay mình lấy con chim đó anh em. Đấy, bây giờ chỉ còn đá thức tỉnh thôi là thấy là có giá trị anh em. Cái này gì đây? Hộp đá quý. Đấy, những cái món quà này thì anh em cày cuốc khá là ngon. Ui da, đồ tưởng vào đá thức tỉnh chứ. Những cái đồ này thì nó cho tầm cỡ giới hạn anh em. Chà, hồn tinh cũng ngon lắm nè. Nó cho giới hạn nên quay cái này thì anh em chịu khó cày tránh full nhiệm vụ một tí ha. Cũng dễ lắm, những cái nhiệm vụ đó cũng dễ lắm. Đợt mình có review cho anh em coi rồi. Đấy, thì cái nào mà quay hết số lượng thì nó sẽ xám lại.
Kyo. Ôi cha ơi, tưởng Yuki chứ. Yuki được 3 mảnh Yuki đó, để mình ghép thành con Yuki để mình kích kích duyên nè. Đấy, lấy hết đống quà trong này luôn được không nhờ. Còn đá thức tỉnh mình chưa lấy thôi anh em. Đấy, hồn tinh cũng được. Có số lượng hồn tinh mình cần nữa thôi, chắc qua vua hạt. Ý cha, Yuki, ok. Còn được 6 lần quay. Đấy. Nãy giờ nó chuẩn vua, nó vẫn chưa vô đá thức tỉnh anh em. Nhưng mà tuy vô đá nhưng mà nó được có một cục thôi. Bây giờ còn 5 lượt quay, 1, 2. À còn đúng 5 phần quà luôn anh em. Nếu anh em quay không biết là đợt này quay là chúng ta có full hay không nhỉ. Trời ơi, thuốc thể lực ok, thuốc thể lực cũng được. Cái này là nó sẽ chừa lại anh em một vài vật phẩm này. Rồi, ngon luôn, xám xịt hết nguyên xám xịt hết nguyên một cái bảng luôn rồi. Trời ơi, vòng quay đạt bảo mà nhìn quà thấy chán chán anh em. Đúng là đồ ri có khác anh em nhỉ. Ok, còn hai lần nhận quà. Đấy, cái lần cuối này là chắc chắn vô con Yuki rồi anh em. Khi anh em quay như thế này thì đủ cái số điểm anh em lấy quà luôn đấy. Đấy, đấy anh em, xám xịt luôn. Là tức là anh em quay chơi thì thôi chứ vào nhận cái là hết quà luôn anh em. Đó, anh em đủ điểm anh em vào anh em nhận hết quà luôn ha. Chứ không phải là quay hên xui anh em. Đó, tất cả cái số lượng này là nó tính vừa đủ luôn rồi. Đấy, những anh em nào chưa biết sự kiện này, những anh em server mới đấy thì có thể vào tham khảo ha. Chung là cái cách lấy điểm thì cũng đơn giản lắm. Thì mình tin rằng sau ngày hôm sau thì nó sẽ có một cái sự kiện là cũng khá là ok để chúng ta là up lực chiến. Đang canh me gọi là cái sự kiện để lấy con Sashiui và cũng như là con Kay. Những cái cách lấy của những cái con tướng đó thì mình cũng đã nói cho anh em biết rồi. Cái sự kiện này thì còn 3 ngày nữa thì chắc là sẽ chưa có ra Sashiui đâu anh em. Rồi Sashiui hình như là huân chương, bên phần huân chương. Còn sự kiện nạp ngày này thì anh em nào chơi team cực hạn lưu và con Robert có thể nạp nè. Ngày hôm nay là ngày thứ rương lấy tới rương thứ 4. Còn cái rương thứ 5 thì anh em sẽ nhận được một cái gọi là vũ khí thức tỉnh của Robert. Đấy, thấy cũng khá là ok. Mình thấy cái sự kiện nó hơi mắc anh em. Bởi vì nếu mà 500k mà anh em nhận được mảnh Robert với lại cái vũ khí con Robert này, nói chung là thua cái sự kiện mà chúng ta gọi là cái cấp huy chương nữa. Đấy, để lấy cái chiến hồn năm mình thấy có giá trị hơn đấy anh em. Con Robert này nói chung là cũng được thôi, nhưng mà đáng lẽ nó cho thêm nhiều mảnh một tí anh em cũng được rồi. Đấy, còn cái sự kiện là điểm phúc lợi hạn giờ này á, thì anh em nào đang thiếu vàng hoặc là đang đua cái sự kiện đua vàng thì anh em có thể nạp ha. Còn không nạp thì anh em chơi vui cũng được. Nói chung là nhiều anh em nói là đang chơi mà bị hơi thọt á anh em, bởi vì đánh không lại mấy ông kia thì anh em đòi nhảy server. Nếu mà nhảy server như vậy á thì cũng được đó, nhưng mà anh em không nạp thì cũng đánh cũng không lại mấy ổng nữa đó. Bởi vậy anh em cứ chơi vui thôi, cũng có thể nạp mỗi ngày cỡ 20k đồ, 50k cũng được. Còn không thì thôi, anh em canh sự kiện nào giống như mình này nè, mình nạp một ít rồi làm để video cho anh em coi thôi cho nó vui đấy, để có những cái mới rồi làm mới cho anh em coi cho nó vui thôi, chứ nhiều khi mình cũng đâu có muốn nạp nhiều đâu anh em. Giống như tất cả cái sự kiện này nguyên ngày hôm nay là mình nói chung là ba ngày hôm nay rồi là mình chưa có nạp một lần nào luôn, chưa có nạp cái gì cả đấy. Kula là mình còn chưa lấy nữa mà anh em. Đấy, nhiều anh em ham con Kula quá, anh em quay cái hai mấy ngàn kim cương mà nhiều khi nó cũng không có ra Kula, vẫn cay anh em. Cay thì làm gì được Vinagame đâu, thì anh em cứ gọi là nạp tiền vô để mà lấy thêm cái lượt quay. Đấy, và cây cố mà anh em đánh vào tâm lý mà. Ok, thì cái team lửa của mình thì đang gọi là hơi vướng mắc một tí. Sau nếu mà con Sashiui về thì không biết sẽ bỏ ra con gì. Bởi vì con Athen và cũng như là con Mari này á, tuy nó thuộc team khác nhưng mà hiện giờ meta á, hai cái con tướng này đang rất là lỗi, nên mình sẽ bỏ vào trong cái team của mình, team lửa của mình. Đấy, chứ không phải là mình sơ chơi sai đội hình đâu anh em. Đấy, con Mari này đam lỗi thì anh em cũng biết rồi ha, mình có làm nhiều video về con Mari này rồi. Và con Athen mình cũng đang xây dựng cho nó.
Ok, đang cho em nó lên rồi là SSR anh em. Nuôi em nó mới gọi là nở nang tí đó. Để bút máu vào, bút máu rồi cho tim. Lực kèo khá là ghê luôn nè. Ô, mình cũng đã đủ được mảnh của con Yuki rồi nè anh em. Dư 5 mảnh luôn mới ghê chứ. Ok, thì mình bây giờ mình sẽ ghép luôn. Con Yuki này đợt cũng có sự kiện quay ra nó, nhưng mà mình không quay ra Yuki anh em. Nên bữa giờ mình quét hải tinh anh đồ các thứ để có được ẻm. Ok, lấy được em Yuki thà, nhìn bén anh em nha. Chết rồi. Đấy. Con Yuki này nhiều anh em nói là nó là dạng như là cái con Kura mini anh em. Kura mini, Kura thu nhỏ. Bởi vì skill của nó lại cái con Kula nó hơi tựa tựa giống nhau, nó cũng có đóng băng. Có cũng đỡ lắm anh em, có những cái con tướng này kích duyên cho cái tụi ạt nhỏ của mình tăng lực chiến cũng ok đấy anh em. Con này mình thấy nhiều anh em bỏ vào trong đội hình đây, thấy đánh nó cũng ok, nhưng mà cái tỷ lệ đóng băng của mình thấy nó hơi thấp một tí. Đấy. Ok, thì cái sự kiện thì nó cũng có như đó thôi. Thì nó chỉ có những cái mới ngày hôm nay là nó mới cập nhật thôi anh em. Đó, thì đó là quà tông sư và cũng như là tiệm phúc lợi hẹn giờ đã mới cập nhật thôi, còn bao nhiêu là đều cũ cả. Đấy, thì sau có những cái mới thì mình sẽ review cho anh em coi. Ok, thì nếu anh em thấy hay đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình nha anh em. Cảm ơn nhiều nha. I won't think twice when you're gone.